Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự 16 giờ ngày 24 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý của chương trình hôm nay. Các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Đây là dự thảo luật được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7 và dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 8 này. Ở Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp và hơn 165.000 tổ chức có tiềm năng trở thành doanh nghiệp xã hội khi các đơn vị này hoạt động không vì lợi nhuận mà chủ yếu để giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Những thách thức lớn mà tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo phải đối mặt để mang lại những cải cách cho đất nước, nhất là lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Đây là dự thảo luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7 vừa qua và dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 8 này. Các vấn đề được các đại biểu thảo luận sáng nay bao gồm thời điểm chuyển quyền có nhà ở, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, có nên thành lập hay không quỹ phát triển nhà ở. Những vấn đề được các đại biểu Quốc hội thảo luận sáng nay bao gồm thời điểm chuyển quyền có nhà ở, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, có nên thành lập hay không quỹ phát triển nhà ở. Đánh giá cao dự thảo đã có các quy định cụ thể khẳng định chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở xã hội cho đại bộ phận cư dân. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị trong dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn việc tạo quỹ đất tại các địa phương để phát triển nhà ở xã hội cho đại bộ phận người dân. Tôi đề nghị cần có chính sách đất đai để tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho người nghèo, người có thu nhập thấp và đối tượng hưởng chính sách. Nhà nước nên tổ chức thực hiện việc đền bù giải tỏa và xác định đây là dự án không sinh lời để dễ vận động thuyết phục người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Để huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội, dự thảo luật cần bổ sung những cơ chế chính sách ưu đãi cụ thể hơn và đột phá hơn nữa, như quy định cơ chế ưu đãi khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, cụ thể là được vay vốn với lãi suất ưu đãi, giảm thuế so với xây dựng nhà ở để bán cho thuê, tạo điều kiện để cung cấp nguồn vốn vay trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng. Dự thảo luật yêu cầu chủ đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị phải dành ít nhất 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại không nên bố trí trong cùng một khu vực vì hai đối tượng khách hàng khác nhau. Đề cập đến nguồn vốn phát triển nhà ở, dự thảo luật đưa ra hai đề xuất thành lập hoặc không thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội. Hầu hết các đại biểu Quốc hội phát biểu sáng nay không đồng ý thành lập quỹ này. Xin đề nghị theo phương án 1, tức là không thành lập quỹ này vì những lý do sau. Thứ nhất, dự thảo luật đã quy định và nhà nước đã có những chính sách ưu đãi cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ. Vì vậy, không cần thiết phải thành lập quỹ này. Tôi đề nghị chúng ta cần chế định quỹ nhà ở, nhưng về cơ bản nguyên tắc khuyến khích chính quyền địa phương trong tương lai có điều kiện, trung ương có nhiệm vụ hỗ trợ để anh lập cái quỹ lo nhà ở cho dân, và trong tương lai khi làm bộ luật, cái luật về chính quyền địa phương, cái công vụ lo nhà ở cho dân chủ yếu là chính quyền địa phương. Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận luật kinh doanh bất động sản để chúng ta thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi. Lần đầu tiên, Cục Thuế thành phố chính thức công bố danh sách 16 doanh nghiệp còn nợ thuế đợt 1. Tổng số tiền thuế mà doanh nghiệp đang nợ là gần 220 tỷ đồng. Trong đó, những doanh nghiệp mắc nợ nhiều nhất như Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 hơn 51 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thép Thăng Long hơn 34 tỷ đồng, Công ty Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hơn 26 tỷ đồng, Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Chế biến Thủy sản Bình Hưng hơn 25 tỷ đồng. Cục Thuế cho biết vẫn đang rà soát và tiếp tục công bố danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế đợt 2 trong thời gian tới. Thay đổi xã hội thông qua các doanh nghiệp xã hội. Đây là chủ đề của một diễn đàn doanh nghiệp xã hội thế giới vừa được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Những câu chuyện được chia sẻ ở diễn đàn này cho thấy vai trò không thể phủ nhận của một loại hình doanh nghiệp không vì lợi nhuận mà để giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Ở Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp như vậy và hơn 165.000 tổ chức có tiềm năng trở thành doanh nghiệp xã hội. Thuộc một dự án cộng đồng, cửa hàng sản xuất và kinh doanh cà phê của chị Choi Kyung Hua nằm trong ngôi làng Seongmi-san, khu vực Tây Bắc, thành phố Seoul. Mặc dù không phải ở trong một vị trí đắc địa, nhưng hàng ngày quán cà phê này luôn là sự lựa chọn của nhiều người dân trong làng vì một lý do rất đơn giản. Mọi người đến đây uống cà phê. Việc thưởng thức hương vị của cà phê nhập khẩu từ châu Mỹ thì việc quan trọng hơn là họ đã ủng hộ cho chính những người khuyết tật của làng Seongmi-san đang làm việc ở đây.
Còn đây là tổ hợp tác kinh doanh đồ lưu niệm do chị Chu Su Kang làm chủ. Các sản phẩm được bán cho du khách rất đa dạng. Chị Chu cam kết 10% lợi nhuận của các sản phẩm sẽ được tái đầu tư cho cộng đồng. Tại một diễn đàn thế giới được tổ chức ở Seoul mới đây, cùng với nhiều doanh nghiệp xã hội khác, hai doanh nghiệp này đã được giới thiệu như những kiểu mẫu về vai trò của doanh nghiệp xã hội. Từ năm 2007, chúng tôi ban hành luật hỗ trợ loại hình doanh nghiệp xã hội và 2 năm sau, chúng tôi ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật này. Có thể nói, đây là hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp xã hội phát triển ổn định, lâu dài và có tầm nhìn dài hạn. Tại nước ta, mặc dù doanh nghiệp xã hội chưa được định nghĩa trong các thành phần kinh tế, tuy nhiên từ nhiều năm nay, loại hình này đã hoạt động trong nền kinh tế một cách rất tự nhiên. Có thể kể đến như các hợp tác xã thương binh, bệnh binh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật hay các doanh nghiệp giúp các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên do chưa được định hình một cách độc lập, nên hành lang pháp lý của các loại hình này chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy diễn đàn tại Hàn Quốc lần này là dịp tốt để các đại biểu Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của nước bạn. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội được phát triển, được có nhiều cơ hội nữa, đóng góp vào trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt những đối tượng yếu thế trong xã hội được đóng góp. Đấy là một trong những cái hướng mà tôi rằng chúng ta cần ưu tiên. Điều mà các bạn cần thiết lúc này chính là có một cơ chế linh hoạt để các doanh nghiệp xã hội hoạt động hiệu quả. Chính phủ cũng cần có những hỗ trợ thích hợp để giúp các doanh nghiệp mới hoạt động, bởi doanh nghiệp xã hội không phải là những con tính thông thường khi bản thân họ ra đời với mục đích là phục vụ lại nhu cầu của xã hội. Dự kiến tại Việt Nam, trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, luật doanh nghiệp sửa đổi sẽ được thông qua. Trong đó sẽ có một điều lần đầu tiên được đề cập, đó là về doanh nghiệp xã hội. Điều đó thể hiện sự ghi nhận vai trò của loại hình doanh nghiệp này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang soạn thảo luật doanh nghiệp xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển. Sáng ngày 24 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề với gần 200 gian hàng đến từ các làng nghề truyền thống và nghề mới của Hà Nội cùng hàng chục gian hàng của các vùng miền trên cả nước. Mục tiêu của hội chợ là tạo cơ hội cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học chuyên ngành nông nghiệp, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và làng nghề, đồng thời tiếp cận với các công nghệ mới, tìm kiếm cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hà Nội, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại đây xuất hiện những sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch Việt Gáp, các sản phẩm đặc trưng của các làng nghề truyền thống, các sản phẩm tiêu biểu về giống, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại hội chợ cũng sẽ diễn ra lễ ký hợp đồng sản xuất bao tiêu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất với các doanh nghiệp thương mại. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 10. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 10 đã diễn ra buổi họp báo về năm du lịch quốc gia 2015. Với chủ đề kết nối các di sản thế giới, đây là cơ hội để giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt động và sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao sẽ diễn ra trong suốt năm 2015 ở hầu hết các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa và có sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố có di sản thế giới trong cả nước. Thông qua sự kiện của năm du lịch quốc gia để xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên kết, độc đáo, hấp dẫn thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế, góp phần mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, phát huy vị thế của di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xây dựng và khẳng định Thanh Hóa là một trong những địa bàn trọng điểm quốc gia về du lịch. Chuyển sang phần tin thế giới. Nga hy vọng cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine vào ngày 26 tháng 10 tới đây sẽ được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ và mang lại sự ổn định cho đất nước. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga trong cuộc họp báo chiều qua tại Moscow. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich, Moscow sẽ theo sát tiến trình bầu cử quốc hội tại Ukraine vào chủ nhật tới và khẳng định các quan sát viên Nga sẽ tham gia sứ mệnh mở rộng do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu OSCE tổ chức. Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức dựa trên các nguyên tắc dân chủ để Ukraine tiến dần sự ổn định chính trị.
hy vọng rằng thành phần mới của Quốc hội Ukraine sẽ tạo điều kiện cần thiết để nối lại sự phối hợp đầy đủ giữa hai nước theo kênh Quốc hội. Bên lề diễn đàn quốc tế Vandai đang được tổ chức tại Sochi, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhận định về tình hình căng thẳng Ukraine trước thềm bầu cử, kêu gọi Ukraine tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Việc thực hiện các thỏa thuận Minsk không hề dễ dàng khi các cuộc giao tranh vẫn diễn ra. Điều quan trọng lúc này là không để quá trình ngừng bắn đạt được ở miền đông Ukraine bị phá vỡ. Chỉ có điều đó mới dẫn đến cuộc đối thoại toàn dân ở Ukraine. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ hy vọng người dân ở bán đảo Crimea, khu vực đã sát nhập vào Nga, sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết Crimea là vấn đề nội bộ của nước Nga. Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn thành phần Ủy ban châu Âu mới giai đoạn 2014-2019. Ủy ban mới này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Ủy ban mới có 28 ủy viên hoạt động dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Luxembourg, ông Jean-Claude Juncker. Sau khi bổ nhiệm các vị trí chủ chốt, ông Juncker đã công bố kế hoạch đầu tư 300 tỷ euro, tương đương 380 tỷ đô la Mỹ nhằm vực dậy nền kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, một số nghị sĩ theo xu hướng tự do lại cho rằng gói đầu tư này còn quá ít, chỉ là vỏ bọc mới cho những khoản tín dụng cũ. Theo thông báo mới nhất của Liên minh châu Âu EU, Vương quốc Anh sẽ phải đóng góp thêm 1,7 tỷ bảng vào ngân sách chung của châu Âu. Nguyên nhân là do nền kinh tế xứ sở sương mù đang phục hồi nhanh hơn các thành viên trong liên minh. Theo cách tính mới của EU, khoản tiền mà các nước thành viên phải đóng góp cho ngân sách chung sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập quốc dân của nước đó. Do vậy, sự phục hồi tích cực kinh tế của Anh khiến nước này phải chịu thêm một khoản đóng góp bổ sung cao đột biến tới 1,7 tỷ bảng. Trong khi đó, Pháp được giảm 790 triệu bảng do nền kinh tế vẫn trì trệ. Cũng theo thông báo này, Anh sẽ phải nộp khoản đóng góp trên vào ngày 1 tháng 12 tới. Thủ tướng Anh Cameron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cách tính mới này. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, ông Joko Widodo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Indonesia với nhiều sự chờ đợi cải cách lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá sẽ có hai thách thức lớn mà ông Widodo sẽ phải đối mặt là cơ sở hạ tầng yếu kém và chính sách trợ giá nhiên liệu. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến những thách thức này. Anh Prabowo đã lái xe taxi tại thủ đô Jakarta suốt 15 năm nay. Trong suốt thời gian đó, Prabowo đã chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp phải bỏ việc vì chính quyền hạn chế và cắt giảm phương tiện taxi hoạt động do cơ sở hạ tầng yếu kém. Đường xá cho tới giờ vẫn chẳng hề được nâng cấp gì. Ùn tắc thì vẫn diễn ra thường xuyên, chỉ khổ cánh lái xe taxi. Một vấn đề khác không kém phần quan trọng cũng đang khiến cho tân Tổng thống Widodo phải đau đầu, đó là chính sách trợ cấp giá nhiên liệu. Với sự trợ giá của chính phủ, một lít xăng ở Indonesia được bán với mức giá khoảng 10.000 đồng. Ước tính, trợ cấp nhiên liệu sẽ tiêu tốn tới 27% GDP của nước này trong năm nay. Mục tiêu giảm mức trợ cấp nhiên liệu tại thời điểm này như ông Widodo cam kết trước bầu cử được xem là khó khả thi. Một phần không nhỏ trợ cấp nhiên liệu được dành cho hoạt động sản xuất điện. Nếu cắt giảm ngân sách cho trợ cấp, giá điện sẽ buộc phải tăng lên và khi đó, chính phủ lại phải trợ giá điện thêm cho các gia đình thu nhập thấp. Đây là một vòng luẩn quẩn mới. Chuyên gia kinh tế đánh giá, tân Tổng thống Widodo sẽ phải rất khéo léo giải quyết hai thách thức cơ bản trên của nền kinh tế nếu Indonesia muốn duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP thời gian qua trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với chính sách cải cách kinh tế toàn diện được gọi với cái tên rất kinh tế là Jokowinomics, nhiều luồng gió mới đang được mong đợi sẽ được vị tân Tổng thống này đưa ra giúp Indonesia bùng nổ mạnh mẽ hơn. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin thời sự 16 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình qua trang web vtv4.vn và trang YouTube chính thức của VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.